Một cái cùm hơi này. Thôi mà một cảnh chợ chật tinh. Đây các bạn đi. Gì? Đấy. Tao tăng phần hả? Đang sợ anh này. Tăng đi. Trong mấy ước lột đối với cái lẹt luôn rồi làm cái xoay thầm đăng mặt cô nói đến trâu những màu này quay vào đánh quay canh phải rõ xa này xa đấy con trinha aqui. Chuyện lơ chắc hai chuyện lơ một cốc gì đập sọp lên này cho đến ba nó mới tự nhiên sọp này cả đi đã chơi với cái tay cổ rồi còn anh quay này thôi đi thôi anh đây cũng đây ọt thon mình em ngập trên tàu bắt đấy đã camera đấy bắt co rồi nữa bày chơi là bày ok bày kìa bạn chơi tạm rồi người ta hàng nghệ ấy đã chơi người ta cho là nhưng mà tấm ớt là bên tấm ớt lịch Xuống này, xoa nhé, đánh vay vì đánh vì là bè xoa đây chứ không cứ thòi. Không phải hạt này, tối láng bè xoa đấy đó đánh. Đây này, còn đây bố làm tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hey. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Nó nói mày nói đi mày. Tức bên trên cho anh chứ này. Không dạy. Không rơm lên. Cho lọc em được lại không biết chứ mà vô ngay chắn đã chật bên đây trên dưới bàn đây không đấy thì thằng ót đây để dịp tiếp tục đừng dịp sân tây cái miếng bàn tầng hai sông này và cái sóng cái sông vào đây này này tụi mình lên sợi là cái dây kia ra dây thật à tết ai không đạo video đợi thật nên nó mới ra ô cả mày sảy à chặt đẹp bàn tay không đây mình nữa để khăn nó không